9. Em Thảo xin kính chúc cả gia đình mình sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp và luôn hạnh phúc và luôn bình an ạ. Em là Chu Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại: 0848 626 228, 0965 495 087, 0363 929 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có thể kết nối. Và hiện tại thì là do thời tiết là đang rất là nóng nên là gia đình em vẫn chưa làm hàng rừng. Và khoảng tầm 1 đến 2 tháng khi mà trời bắt đầu mát mẻ lại thì em sẽ lại làm hàng rừng để em phục vụ cho quý anh chị em nhé. Và bây giờ thì em sẽ giao lưu với cả nhà về những cái hàng thuần, những cây phi điệp hàng gieo hạt và một số cây, những cái cây hoa lan rất là đẹp khác nữa. Cô chú anh chị nhớ xem video của em hết nhé. Em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và nó là một cái dòng hoa phong thủy đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Và được các anh chị em hay mua về để tặng nhau quà tân gia, khai trương cửa hàng, khai trương công ty hoặc là để treo ở các nhà vườn cũng rất là tốt. Và cái dòng hoa này phong thủy nên là được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và em cũng vậy, em là một trong những cái tín đồ rất là yêu thích hoa lan và cũng rất là tâm linh nữa ạ. Và ngày hôm nay thì em sẽ đo cho cả nhà xem nhé. Cây hoàng tử áo đỏ ngày hôm nay to hơn về cái đợt trước đấy ạ. Đấy. Đây này lá của nó này, khoảng tầm 5cm này. Lá to ấy. Đó, 4-5cm. Và đây em cầm như này cả nhà có nhìn thấy này. 1 cặp 2, 3, 4, 5, 6. Từ 5 cặp lá trở lên, cây rất là đẹp như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, và ngày hôm nay thì em bán giá cực kỳ là mềm để em chuẩn bị ăn dằm. Bởi vì là ở trên Lạng Sơn em thì ăn dằm tháng 7 rất là to, to như là Tết dương lịch luôn, Tết âm lịch luôn đấy ạ. Đó, có đưa gà đi nhà bà ngoại nè, xong rồi làm bánh trái ăn rất là tưng bừng. Và gia đình em sẽ nghỉ 2 ngày để em ăn Tết. Và ngày hôm nay thì em sẽ bán giảm giá cho các anh chị em những cái mặt hàng để anh chị em cùng sưu tầm nhé. Đây này, hoàng tử áo đỏ của gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm nên là gia đình em về hàng rất là nhiều. Ngày hôm nay chính vì em lấy nhiều nên là giá nó sẽ mềm hơn thì em sẽ giao lưu với cả nhà giá. Một cây bình thường em bán là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán là 230.000, mua 2 cây là 400.000 nhé cả nhà nhé. Đó, đây nha cả nhà này, cây nào nó cũng xinh hết á. Có cái bộ rễ rất là dài. Và cây này chúng ta có thể ghép vào gỗ hoặc là chúng ta trồng vào giỏ như thế này đều được ạ. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cây này là cây phong thủy rất là tốt và đặc biệt được rất nhiều anh chị em quan tâm. Và anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta sưu tầm một cặp để về cho chúng nó có đôi, có cặp đúng không ạ? 230.000 một cây và mua 2 cây là 400.000 nhé cả nhà nhé. Hoàng tử áo đỏ, loài hoa đem lại may mắn và tài lộc ạ. Và đây như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của trầm năm cánh trắng họng hồng, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và nếu mà so sánh giữa giá của gia đình em với các cửa hàng khác thì chắc chắn là em sẽ bán giá mềm hơn rất là nhiều. Đây ạ, trầm năm cánh trắng này em bán giá chỉ có 200.000 thôi ạ, mua 2 chậu là 350.000 nhá. Và nếu mà vào cái thời điểm này năm ngoái thì cái giá của cái cây trầm này nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó, bởi vì lúc đấy là nó có hoa. Có hoa thì nó sẽ mắc hơn. Và bây giờ chúng ta mua về thì năm sau nó cũng sẽ có hoa đấy ạ. Đây ạ, trầm năm cánh trắng này, những cái cây của nó này cũng không cao lắm đâu, qua khoảng từ 15-20cm. Ví dụ như những cái cây này là do con sâu nó ăn này, nó không sao hết nhá. Đây, cây của nó rất là đẹp luôn. 350.000 được 2 cây và mua 1 cây là 200.000 nhá cả nhà nhá. Trầm năm cánh trắng rất là đẹp. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao cao khoảng tầm 10cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu, nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10cm thôi. Đó, đây này, đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này, đó, mỗi một cốc, có cốc là tím này. Nói chung là nó cây nào nó cũng gần gần như nhau đấy ạ. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này
em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu. Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé, như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Những cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó. Anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có hai thân thôi ạ. Đó. Cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có hai thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. Với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay, cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15, 16, 17 cm rồi. Đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm. Nập mập này. Đấy. Thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn đúng không ạ? Đấy. Và tiếp theo đây chính là một cái dòng hoa chắc chắn là cô chú anh chị nào cũng muốn sưu tầm và cũng muốn sở hữu đúng không ạ? Và đây là cái dòng hoa có xuất xứ từ Nhật Bản, mang tên là Giáng Hương Neo. Và được ra đời ở xứ sở cực kỳ là kỹ tính và khắt khe về cây cảnh, nên là cái dòng hoa này rất là có nhiều ưu điểm đấy ạ. Đấy, như cả nhà đang nhìn đấy, em cho cả nhà nhìn nhá, bông hoa màu trắng tinh luôn này. Về đầu tiên là về hoa thì hoa của nó bền được khoảng từ 2 tháng này, khoảng tầm 2 tháng, hoa rất là bền nhá. Đó, hoa không những là bền mà nó còn có hương thơm của hương vani rất là ngọt ngào nữa. Thứ hai là về cây. Về cái cây này thì nó cực kỳ là đẻ nhanh nhá, cực kỳ là đẻ nhanh, cây nó cũng không cao lắm đâu nhưng mà nó đẻ nhanh lắm. Nó đẻ nhanh và về cách chăm sóc thì cái cây này thì cực kỳ là dễ chăm sóc ạ. Chúng ta không cần phải quá là chăm sóc nó quá là nhiều ạ. Đó, chỉ cần ít phân bón, thậm chí là cũng có thể là không cần ạ. Có thể tưới nước không thôi cũng rất là tốt rồi. Đó, mặt bông của nó này rất là đẹp như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Này, nếu là bông nó trắng tinh hết nhưng mà do quá trình vận chuyển nên là nó sẽ làm bị cái muối của nó này là hơi xước một chút. Và em để ý, cả nhà để ý không ạ? Khi mà chúng ta lộn cái bông của nó lên như này, bông của nó lộn như này thì rất là giống con thiên nga đúng không ạ? Đây này, rất là đẹp luôn. Cái mặt bông này thì cực kỳ là được nhiều cô chú anh chị quan tâm nhá. Và em bán ngày hôm nay là giá chỉ có 250.000 thôi ạ. Mua 2 cây em bán với giá là 450 nhá cả nhà nhá. 2 cây là 450 đấy ạ. Và riêng đối với dòng Đai Châu thì gia đình em có rất là nhiều những cái màu độc, màu lạ, màu xinh và tươi đúng không ạ? Và giá của nó thì hàng VIP nên là giá của nó cũng rất là VIP. Và rất nhiều cô chú anh chị là muốn em Thảo lấy cái hàng màu Đai Châu đỏ về. Đây là hàng sổ số nhá cả nhà nhá. Nhưng mà nó là có đốm đỏ thế cho nó sẽ ra đỏ đúng không ạ? Đây, cây của nó này. Đây là hàng thanh niên nhá cả nhà nhá. Đó. Và giá thành của nó rất là vừa phải thôi ạ. Đó, bình thường em bán những cái cây Đai Châu toàn là 300 hơn 400 đúng không ạ? Có em có cái cặp mà to hơn, VIP hơn thì nó là 380. Còn cái cây này em bán giá này, cây nó coi thanh niên cũng rất là khỏe, cây có hai cây này. Đó. Bình thường thì em sẽ bán là 280.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán là 250.000 ạ. Và mua một cặp như thế này, em chỉ bán là 450 thôi. Đó, một cặp tức là 4 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Đai Châu sổ số nhá cả nhà nhá. Em số lượng thì không có nhiều đâu. Cây nó xinh lắm. Này. Đẹp quá là đẹp luôn ạ. Toàn là từ 3 đến 4 cặp lá thôi nhé cả nhà nhé. Cây rất là đẹp. Em Thảo xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, hàng gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, nó là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và sưu tâm. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 50 đến 60%. Và riêng không nói về đến mặt cây thì chúng ta chỉ nhìn thấy cây của nó thôi ạ, đến mặt bông thôi ạ, ta nhìn thấy cây của nó thôi là chúng ta rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ?
Đó, như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cây nó rất là đẹp. Em bán với giá ngày hôm nay giá cũng mềm thôi ạ. Bình thường em bán 315.000 một cây đúng không nào? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 280.000 một cây. Và cây của nó cao vào khoảng tầm 15 cho đến 20 cm. Cây nó không quá là cao đâu nhá cả nhà nhá. Dạ, đấy. Em sẽ đo cho cả nhà xem này, cây nó không quá là cao đâu. 20 cm này, 15 cm. Đó. Mua hai cây này. Đó. Em bán là 550.000 nhé cả nhà nhé. 550.000 được hai cây. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Lá của nó là cái lá rất là đẹp luôn. Đó, các bạn lá cứng, sờ rất là thích luôn đấy ạ. Cái thân của nó cũng là thân to. Như vậy là đang nhìn đấy ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp hồng xòe của gia đình em Thảo, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là chiều dài của nó này, nó cao khoảng tầm 15-16 cm thôi ạ. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, cây phi điệp hồng xòe đây là hàng gieo hạt thôi ạ. Và nếu mà cây hàng chuẩn của nó ấy, thì là nó rơi khoảng tầm 15 triệu trên một kỵ 1 cm. Nó cao hơn cả Hiền Oanh lẫn cả năm cây tràng Phú Thọ luôn đấy ạ. Đó, và anh chị em nào mà để tìm hiểu kỹ hơn thì có thể là search Google để tìm hiểu về cái dòng hoa này. Và hiện tại thì gia đình em có hàng gieo hạt cao khoảng tầm 15-16 cm như cả nhà đang nhìn ạ. Có bộ lá rất là xinh xắn dễ thương. Đó, em bán với giá bình thường em bán 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán là 230.000 một chậu. Mua hai chậu lá 450 nhá cả nhà nhá. Phi điệp hồng xòe với cây đang đi thân đi ngọn, có bộ lá rất đẹp. Nếu mà chưa nói về cây hoa thì đây là cái dòng để chơi thân thôi thì nó cũng rất là đáng để chúng ta sưu tầm rồi đúng không ạ? Phi điệp hồng xòe 230.000 một chậu, gồm có một cây nhỏ nhắn xinh xắn như là em đang cầm ở trên tay này đây ạ. Rất là đẹp nhá. Đó, cây của nó thì không quá là dài, không quá là to đâu ạ. Đó. Và đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo, đã vừa mới về hàng sau bao nhiêu sự chờ đợi đúng không ạ? Và như cả nhà đã biết rồi, phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ có mặt bông mẹ rất là đẹp và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và giờ đây gia đình em vừa mới về hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70-80%. Và cây nhìn này nhà chúng ta chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể mua 5-6 chậu về chúng ta đặt vào trong một chậu thì nó sẽ rất đẹp đúng không ạ? Đấy, như cả nhà nhìn này, cây rất là xinh. Đó. Và bình thường em bán là 280.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán rất là mềm luôn ạ. 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 250.000. Đấy, cây mà nó xinh như này thì tốt nhất chúng ta nên mua 2 chậu để chúng ta trồng vào một trong cái giỏ thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ? Từ 2 chậu trở lên. Và mỗi một thân của nó sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Và mỗi một chậu gồm có 2 thân. Đó, và là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán cũng rất là mềm ạ, bán chỉ có 260.000 thôi. Bình thường em bán từ 280 cho đến 320-350 đúng không ạ? Ngày hôm nay bán giá mềm hơn, cây lại xinh hơn đúng không ạ? Đấy, nên là anh chị em nào mà đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo. Và nếu mà gọi điện mà không được thì có thể nhắn tin, bởi vì là rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến cho em Thảo và đặt hàng. Tuy nhiên rằng là máy bận thì có thể nhắn tin cho em thì em sẽ check một cách nhanh nhất đúng không ạ? Đây này, đấy, em đo cho cả nhà xem này. Đó, có cây thấp hơn, có cây cao hơn này. Đấy, mỗi một chậu rơi vào khoảng từ 18 đến 25 cm. Đó, rất là đẹp. Là vì là trời mưa của gia đình em Thảo trên Lạng Sơn mưa nên là gia đình em đã cất vào trong trong này để cho thoáng hơn và nó sẽ cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Và tiếp theo em xin giới thiệu với cả nhà, đó chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Đó chính là kiếm. Đấy, mỗi một chậu kiếm như này thì em bán giá rất là mềm luôn. Đó, đây đang đẻ con rất là khỏe luôn này. Kiếm lần này đẹp hơn kiếm lần trước luôn ạ. Đây là kiếm hổ Đài Loan nhé cả nhà nhé. Cây này khỏe, mặc khỏe không ạ? Rất là khỏe, em bán giá rất mềm. Đó, 250.000 một chậu thôi. Chậu kiếm này xinh hoa, bản lá cứng thẳng dựng lên rất là xinh và có mặt bông thì rất là đẹp. Đó, đây là kiếm của Đài Loan nhé cả nhà nhé, không phải là kiếm rừng đâu ạ. Đấy, rất là xinh. 250.000 một chậu kiếm, cực kỳ là xinh, mặt bông như cả nhà đang nhìn thấy đấy ạ. Này, mà mỗi một chậu có hai thân rồi lại có hai mầm này, có chậu thì có 3 thân rồi lại 2 mầm. Nói chung là cây kiếm lần này đẹp lắm.
anh chị em nào mà đang muốn luyện kiếm, muốn chơi kiếm thì chúng ta có thể chơi. Và đã chơi rồi thì hoa chơi mặt bông không ạ? Chúng ta không quan tâm nó là xuất xứ như thế nào, chỉ cần mặt bông đẹp thôi là nó rất là có giá trị đúng không ạ? Giống như phi điệp bây giờ nam cánh trắng nào là hồng các kiểu ấy, thì ở bên Thái, bên Đài qua thì nó cũng rất là giá trị. Ví dụ như là cây hồng xòe thì nó cũng có xuất xứ, cũng không phải là ở nước mình đúng không nào? Đó. Đây, kiếm này. Đó, kiếm em bán là 250.000 một chậu. Theo cả nhà, đây chính là phi điệp năm cánh trắng Hải Dương của gia đình em Thảo. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%. Có mỗi cây thì khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em bán với giá là 220.000 một chậu. Mua từ 2 cây thì em sẽ bán là 400.000 nhá. Dạ, cây rất là đẹp. Đó. Cây rất là xinh luôn. Khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Năm cánh trắng Hải Dương nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp mỹ nữ Trung Hoa. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ, cây của nó cũng không cao lắm đâu ạ. Đó. Thân của nó nha cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Mỹ nữ Trung Hoa này em bán với giá là 230.000 một cây. Mỹ nữ Trung Hoa nhé, có mặt bông rất là đẹp. Như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó này. Đó, đây. Nó cũng cao thì khoảng từ 15 cho đến 20 cm thôi. Đó. Một chậu nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Mỹ nữ Trung Hoa nhé cả nhà nhé. Em bán là 230.000 một chậu. Mua 2 chậu thì em bán là 400.000 2 chậu nhé. Đó. Rất là xinh luôn cái thân của nó này. Nhìn thân nó mập, rất là thích luôn đấy ạ. Và tiếp theo đây chính là cây cử bảo tiên của gia đình em Thảo. Đó. Cây cử bảo tiên này. Em bán giá ngày hôm nay cũng rất là mềm luôn nhá. Bình thường là em bán là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán 230.000 thôi ạ. Mua một cặp em bán với giá là 400 thôi nhá. 400.000 một cặp cây cử bảo tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8, chủ yếu là 8 cặp lá trở lên và có hương thơm rất là thơm và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Cái dòng này chúng ta có thể trồng được và chúng ta ghép đều được nhá. Cây này rất là xinh. Đó, và gia đình em thì đang chuẩn bị, em đang để hàng như này thôi, lát nữa em sẽ lấy lên giá rất là nhiều bởi vì là em đang làm hàng, hàng về muộn quá nên là em quay hàng muộn. Đó, cử bảo tiên 230.000, mua 2 cây là 400.000 nhá. Và đây chính là cây phi điệp hồng mỹ nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhá cả nhà nhá. Riêng cái cây hồng mỹ nhân này là thân xanh đấy ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu, để em Thảo quay cho cả nhà nhé. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái hồng mỹ nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1 cm trong 1 kg nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như một cái kg mà khoảng tầm 10 cm đó là rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả hiển oanh cơ. Hiển oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1 cm thôi. Đó, đây. Đó. Và cây hồng mỹ nhân này, đây rất là đẹp ạ. Từ 3 cho đến 4 đầu, rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ? Phi điệp gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ? Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút. Là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12 13 cm thôi. Đây ạ. Cây nó còn rất là bé. Đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này. Mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ. Cây nó không to bằng cây hồng yên thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng yên thủy một chút. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó. Đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với
cây mắt đỏ hòa bình. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn, nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. Phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích, đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp hồng yên thủy của gia đình em. Có cái mặt cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhé cả nhà nhé. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu. 3 4 đầu. Rất là đẹp. Đây này. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu, nó chỉ khoảng tầm cao là 10 cm đấy. Đây, đây cao 10 cm này. Đó. Cũng vậy, nó có cây nó thấp hơn một chút nhưng mà nó đẹp lắm này, nhìn thân của nó thôi này. Cả nhà có nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi, đúng không ạ? Đó. Đây. Đó. Đây. Đẹp lắm, ở bên trong này cũng vậy, em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó, hồng yên thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, em bán với giá là 270.000, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn, dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ hòa bình, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp, đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ hòa bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra, giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi, đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và nù tam bố cây của nó cao. Đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu. Cao khoảng từ 2 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó. Cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, nó có thể bằng ngón tay út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó, nù tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây. Và đây chính là giả hạc đắc lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên, đúng không ạ? Giả hạc đắc lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc đắc lây nhé. Đó, rất là đẹp, đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ 5 cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây, đây chính là cái năm cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đấy ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này. Khoảng từ 6 cho đến 8 cm nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu thì gồm có 1 đến 2 thân. Đấy. Cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu. Mắt nai nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp, đúng không ạ? Đó, rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Và đây chính là đai châu, hay gọi là ngọc điểm, hay gọi là nghinh xuân, đúng không ạ? Đây là con đai châu màu hồng cánh sen của gia đình em. Và em có phun nước vôi trong, em còn hơi trắng trắng nhá cả nhà nhá. Đấy. Khoảng từ 9 cho đến 11 lá, 10 lá rồi. Đó, cây này là lá xếp rụt rịt, đúng không ạ? Riêng đối với đai châu thì nó càng xếp càng rụt rịt thì nó lại càng có giá trị, đúng không ạ? Đây này, nhìn này. Đấy. Và cái màu hồng này thì là một trong những cái màu không có nhiều ở trên thị trường, và là cái màu VIP, giống như là phi điệp có kỳ chỉ 50.000, có kỳ cũng rơi vào khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu, đúng không ạ? Hoặc là có kỳ thậm chí là theo cm là 10 triệu trên 1 cm luôn, đúng không ạ? Và đai châu cũng vậy, gia đình em Thảo luôn cung cấp cho anh chị em những cái cây đai châu biết màu, và những cái màu thực sự là rất là hot và rất là ít và rất là đẹp cho anh chị em cùng sưu tâm. Đó, mỗi bình thường em bán là 380.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có mấy cây em bán với giá là 350.000. Cây nó không quá là to nhé, nên anh chị em nào mà yêu cầu to thì em Thảo không có. Đấy, em Thảo chỉ có những cái cây nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà nó cái màu rất đẹp, rất là VIP ạ. Đó, 350.000 một cây đai châu hồng cánh sen nhá. Và đây chính là những cái chậu châu đôi của gia đình em Thảo. Và theo màu xổ số nhá, có cả màu trắng này,
màu tím đỏ này, màu đỏ chớp này. Nói chung là những cái cây nào mà em chắc chắn thì em mới dám ghi, còn không là tỷ lệ em sợ ghi ra là sai là chết dở luôn đấy ạ. Đây, đỏ đốm này, đỏ chớp này, màu trắng này. Đó, có rất là nhiều và em sẽ bán theo mà mặt bông xổ số nhá. Như cả nhà đang nhìn ạ, cây cỡ của nó cũng rất là to đúng không ạ? Lá của nó cũng rất là đẹp. Nó khoảng 3 đến 4 cm này. Đấy, 4 rưỡi này, rất là đẹp luôn. Đây, bề ngang của nó nhá. Cây này rơi khoảng tầm mấy lá nhá? Em xem nào. 1 lá, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Mỗi một cây rơi khoảng tầm 6 lá. 4, 5, 6. Có cây thì nhiều hơn một chút. Đó, nhưng là nói chung là một cái chậu này thì cực kỳ là đẹp luôn. Như cả nhà đang nhìn này, riêng cái bản lá của nó cũng rất là đẹp. Đó, em bán với giá là 380.000 một cặp này. Đó, 380.000 một cặp nhá. Toàn những cái màu rất đẹp thôi. Đó, nhưng mà em thảo được không chắc chắn nên em thảo không dám ghi. Cây nào mà nó chắc chắn thì em mới dám ghi đã. Có cây thì nó rất là đẹp. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là giáng hương đuôi chồn trắng. Chồn trắng hay gọi là chồn bạch tuyết của gia đình em Thảo, cô chú anh chị hay trêu em, đó chính là chồn bạch tuyết bảy chú lùn đúng không ạ? Và để một cái giỏ to hơn thì anh chị em có thể mua một vài cây về chúng ta ghép chung một giỏ. Đó, đây, tình trạng của cây của nó như thế này. Và cây của hoa của nó rất là xinh và thuộc dòng giáng hương. Cây của nó rất là sai bông đúng không ạ? Đó, em sẽ đo cho anh chị em có thể xem nhá. Nó cũng không quá to đâu, nó là hàng thanh niên. Đấy, nó là hàng thanh niên nhé cả nhà nhé. Cây xinh xắn dễ thương không ạ? Em bán 190.000 một cây. Đó, hoa trắng buốt như nhà nàng Bạch Tuyết bước từ trong rừng ra đúng không ạ? Đấy, xinh quá là xinh luôn. Số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Ngày hôm qua thì rất nhiều cô chú anh chị đã đặt hàng rồi đúng không ạ? Và hôm nay gia đình em đã gửi hàng đi rồi. Và cái lá của nó thì là có một cái điểm rất là đặc biệt ở chỗ, đó chính là nó bị, nó có răng cưa như thế này. Nó là một cái điều rất là hay ở cái cây lan đúng không ạ? Và có một số anh chị, bởi vì là em cũng không nói nên là anh chị em lại bảo là em cắt vào, nhưng mà cây nào nó cũng có. Đây này, cây nào nó cũng cắt vào như này rất là đặc biệt, rất là hay, là cái điểm nhấn của cái cây giáng hương đuôi chồn này đấy ạ. Đó, chồn bạch tuyết 190.000 một cây. Đó, hoa nở báo Tết Trung Thu nhé cả nhà nhé. Và đây chính là vật tư của gia đình em Thảo này. Đó, và trong quá trình bán lan thì rất nhiều cô chú anh chị hỏi đến cái kích rễ Thái này. Đó, và là một trong những dòng kích rễ rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó, mỗi một lọ kích rễ này bình thường em bán là 90.000 một lọ. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống chỉ còn có 70.000 một lọ thôi. Anh chị em nào mà yêu mến cái này có thể là sưu tập, có thể là mua về để chúng ta pha. Đó, 1 đến 2 giọt cho 3 lít nước cả nhà nhé. Đó, pha cái này rất là thích. Kích rễ êm ầm luôn và hàng rất là tốt ạ. Đó, anh chỉ còn có khoảng tầm 50 chậu nữa, 50 lọ nữa là em hết hàng đấy ạ. Đó, hôm nay em bán giảm giá rất là tốt luôn, giá rất là mềm. Và đây chính là B1 của gia đình em Thảo này. B1 lọ 100ml, em bán với giá là 40.000 này. Kích rễ của Mỹ Riot 50.000 này. Đó, kích rễ của ổ này. Và ngày hôm nay anh chị em nào mà muốn mua hàng ấy thì em sẽ tặng cho cả nhà về cái Atisoc này để chống sốc cho cây. Đó, Atisoc này là một trong những cái dòng thuốc để tăng sức đề kháng cho cây, để cho cây có thể là khỏe mạnh hơn, để cây không bị sốc với môi trường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa chuyển chậu xong thì chúng ta nên phun Atisoc này để cây của mình được khỏe mạnh và tăng sức đề kháng hơn. Đó, em chỉ còn có mấy lọ thôi. Đấy, chỉ trong này khi nào em tặng hết rồi thì em sẽ thôi, em không ngừng tặng nữa nhá. Đó, và đây là kích rễ đài em bán là 80.000 này. Bả sen, anh chị em nào mà trồng cây hoa mà chúng ta trồng ngồi ấy, thì chúng ta có thể mua về chúng ta rắc, chúng ta bẫy sen được không ạ? Đó, em bán là 35.000. Đây là loại rắc và không hề ảnh hưởng đến cây nhá. Và anh chị em nào đang trồng cây mà muốn đi lá thật là khỏe đúng không ạ? Muốn lá sum suê, xanh tươi thì chúng ta sử dụng thuốc tăng trưởng lá. Tăng trưởng lá này em bán 40.000 một lọ. Đó, 40.000 một lọ nhé. Nano bạc, nano bạc gia đình em đây chính là hai cái dòng hoa để đặc trị vi khuẩn, chống thối nhũn. Đó, cái dòng này nếu mà chúng ta ở mức độ nhẹ thì chúng ta sử dụng nano bạc. Và riêng đối với nano bạc thì nó rất là an toàn cho sức khỏe và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Còn cái nếu mà chúng ta đã bị nấm thì chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn này. Đó, đặc trị vi khuẩn này em bán với giá là 35.000.
Còn nano bạc thì em bán 40.000 nhá. Và dây buộc lan chuyên dụng này. Đó, ở bên trong này. Cái dây này là bên trong nó là thép này. Và được bọc ở ngoài là nhựa nên là chúng ta cắt rất là dễ, chúng ta buộc rất là dễ. Và đây này, khi mà chúng ta cắt đây, chúng ta sử dụng cái gói đặc biệt để chúng ta trị nấm. Đó, cái dòng này trị nấm thì là cái bọn nào nấm nhiều ấy chúng ta phun luôn. Đó, đây một cái gói này chúng ta khoảng 16 đến 30 lít nước. Chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn cũng được, hoặc là sử dụng hiệu đặc biệt này cũng được. Đó. Và đây là gói phân tan chậm 14, 13, 13, hàng của Nhật, hàng cao cấp đấy ạ. Và đây là phân tan chậm trong vòng 6 tháng. Một gói này em bán 75.000. Đó. Đây có. Và tiếp theo em có một cái giỏ hạc vĩ gia đình em ghép này. Đây là hạc vĩ của Lào nhé cả nhà nhé. Đó, đây có rất là nhiều kim nó mọc ra này. Cây của nó thì nó không có, là không mập đâu, bởi vì gia đình em không tưới bất kỳ một cái phân thuốc nào cả. Có một cái dây duy nhất thôi ạ. Đó, nó có rất là nhiều kim. Là gia đình em sẽ bán cho anh chị em nào để có thời gian chăm sóc nhá. Đây ạ, mọi người thì cắt cái kim này ra và chúng ta sẽ gắn vào bên trên này. Ở bên trong này cũng vậy. Đó, em bán giò này. Giò hạc vĩ bạn Lào này là 200.000 nhá. Đây ạ. Rất là xung xuê này, em ghép bằng cái giớn này. Đó, 200.000, anh chị em nào mến thì có thể sưu tầm nhá. Đó, hạc vĩ Lào. Và nếu mà so sánh giữa hạc vĩ Lào và hạc vĩ Bắc thì hoa của hạc vĩ Lào nó sáng hơn đúng không ạ? Hạc vĩ Bắc thì nó đậm hơn và hoa của nó cũng rất là sai nữa. Đó, em bán 200.000 cái dề này nhá. Em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ Dốc Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Và anh chị em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy nhớ là đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký, hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo nữa thôi là sẽ nhận được những video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và anh chị em đừng quên là hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại. Ba theo ba cái số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề thì đều gặp em đấy ạ. Đó, và bây giờ thì em xin cảm ơn cả gia đình mình một lần nữa. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.